Sau thời gian dài giảm lãi suất vào tháng 5 năm 2024, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động từ 0,2 đến 0,5% so với tháng trước. Dự báo trong tháng 6 này, nhu cầu vốn tín dụng tăng, ngân hàng sẽ tiếp tục điều chỉnh, song mức tăng sẽ không lớn. Trong tháng 5 năm 2024, nhiều ngân hàng, trong đó chủ yếu là Ngân hàng Thương mại Cổ phần, điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Có ngân hàng trong tháng 5 đã điều chỉnh tăng 4 lần, khiến cho lãi suất huy động đang dao động từ 4% đến 9,5% năm, tùy thuộc vào từng ngân hàng, thời hạn gửi và số tiền gửi. Tuy nhiên, đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, lãi suất huy động cơ bản không tăng ở tất cả các kỳ hạn. Mức cao nhất mà các ngân hàng thương mại nhà nước đang áp dụng dao động dưới 5% năm. Sức hấp thụ vốn của các doanh nghiệp, của khách hàng hiện nay cũng chưa cao, vì vậy mặc dù lãi suất hiện nay là rất thấp so với mặt bằng nhiều năm về trước, tuy nhiên cái khả năng tiếp cận tín dụng cũng như là khả năng cung cấp cái đầu ra của các ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Thì nhận định theo tôi, thì ý kiến cá nhân tôi, thì tình hình lãi suất đầu vào và đầu ra thì cũng sẽ tiếp tục trong quý 2, quý 3, thậm chí trong năm 2024 này, thì nếu không có vấn đề gì biến động lớn thì tôi nghĩ là lãi suất cũng sẽ tiếp tục ổn định như hiện nay. Lãi suất huy động có tăng, song nhìn chung diễn biến lãi suất trong những tháng gần đây là cơ bản ổn định, thấp hơn rất nhiều so với mọi năm. Cụ thể, đối với các khoản vay cũ, các ngân hàng thương mại nhà nước vẫn đang duy trì chủ yếu ở các kỳ hạn dưới 10% năm, trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần là khoảng 12% năm. Còn đối với các khoản vay mới, lãi suất cho vay đang dao động chủ yếu từ dưới 5% đến 8% năm, tùy thuộc vào thời hạn, mục đích và lĩnh vực. Dự báo, cùng với tình hình kinh tế đang có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu tín dụng trong quý 3 năm 2024 sẽ tăng. Kéo theo đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Song mức tăng được dự báo sẽ không lớn, bởi thanh khoản của các ngân hàng hiện nay là rất dồi dào. Tăng trưởng tín dụng trong 5 tháng đầu năm 2024 chỉ mới đạt 1/4 so với mục tiêu tăng trưởng chung của Ngân hàng Nhà nước đề ra trong năm 2024. Về cái mức lãi suất áp dụng cho khách hàng thì thực hiện theo cái quy định của ngành. Thì trong đó chia ra nhiều cái sản phẩm, như là sản phẩm về bất động sản, về sản phẩm về y tế giáo dục, sản phẩm về công nghệ số, rồi những sản phẩm khác. Thì nó sẽ có tùy theo cái sản phẩm mà có một, những cái mức lãi suất nó phù hợp để áp dụng cho khách hàng. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoạt động tín dụng, đặc biệt là lãi suất huy động và cho vay giữ ở mức ổn định, góp phần cung cấp nguồn tín dụng để doanh nghiệp phục hồi và phát triển.